Cậu bé này bị bố mẹ bỏ rơi nhưng đã may mắn khi được một sư phụ đưa về. Ông đã nuôi dưỡng và truyền cho cậu những môn võ công tuyệt đỉnh kung fu của một môn phái ninja trong truyền thuyết. Tuy nhiên, sau đó anh lại ra tay kết liễu sư phụ mình một cách dã man trong lòng căm thù và đầy oán hận. Vậy tại sao anh ta lại lấy oán báo ơn hay là kẻ húc mì tôm đá mát? Thì xin mời các bạn đón xem một siêu phẩm mang tên Ninja Báo Thù đã từng làm mưa làm gió các phòng vé trên toàn thế giới nhé! Raizo là một cậu bé mới chỉ 8 tuổi, nhưng hàng ngày đã phải trải qua những cuộc huấn luyện vô cùng tàn khốc bởi một tổ chức sát thủ. Nhìn bộ sưu tập những vết sẹo chi chít trên người cậu dày như mạng nhện cũng đủ biết cậu đã phải trải qua những trận chiến khốc liệt thế nào. Chỉ được di chuyển bằng ngón chân để không phát ra tiếng động, nếu như đặt bàn chân xuống thì sẽ ăn ngay những phát quật mà chẳng dám kêu đau. Mục đích của tổ chức này là biến những đứa trẻ trở thành sát thủ đẳng cấp nhất thế giới để giết người lấy tiền vàng. Kimochi là sư phụ và cũng là thủ lĩnh của giáo hội ninja này. Ông ta cho rằng đã là một ninja đầu đội trời chim đạp đất thì không cho phép được yếu đuối. Mỗi ninja đều phải trải qua sự dày vò của đau khổ mới chiến thắng được bản thân. Đến khi đó thì máu thịt của mình chính là do mình điều khiển, các ninja sẽ chẳng phải ngán bố con thằng nào. Đó là sức mạnh tối cao của tộc người Ozunu. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, trước mắt Raizo đã dạy thì thành công. Sự dạy bảo của Kimochi dù có độc ác thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn không thể tiêu diệt được sự lương thiện cuối cùng trong tâm anh. Trong một lần thi đấu, Raizo không ra tay triệt để với đối thủ nên đã bị hạ gục một cách đầy đau đớn. Sư phụ nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì lão ta vô cùng tức giận, ông nói: "Loại đau đớn này chỉ như mỗi đốt inox mà thôi", rồi dùng tuyệt chiêu móc rốn long chảo thủ để trừng phạt Raizo khi đã nhường nhịn với kẻ thù. Nếu như anh sống sót qua đêm thì sẽ tiếp tục được luyện tập. Tuy nhiên Raizo đã không hề làm sư phụ thất vọng, anh đã vượt qua nên từ đó Kimochi coi anh là đồ đệ tâm đắc nhất và đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Vậy nên càng ngày càng có những yêu cầu nghiêm khắc đối với anh. Mỗi năm anh đều phải loại bỏ đi một giác quan của mình trong chiến đấu và đặc biệt là không cần thị giác vẫn có thể quyết chiến. Đây là một yếu tố cốt lõi để hạ gục đối thủ trong màn đêm. Tuy rằng vô cùng khó khăn, nhưng với tài năng thiên phú của mình, Raizo đã nhanh chóng đánh bại kẻ thù. Anh mỗi ngày một mạnh hơn, đồng thời nội tâm anh cũng dần thay đổi. Trái tim anh được hâm nóng ở trong môi trường máu lạnh này bởi tâm hồn của sư muội Kiriko, cô gái lương thiện luôn hướng đến sự tự do. Cô ấy tin rằng đến cái cây cũng không nên trói buộc nó, nên để cho nó tự do sinh trưởng. Trong một trận quyết đấu nọ, Kiriko đã giành chiến thắng nhưng không kết liễu đồng đội. Kimochi đã trừng phạt cô bằng một nhát dao ngang mặt. Lão già này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chỉ tiếc cho bông hoa này lại mọc giữa sa mạc nên đã sớm bị héo tàn. Kiriko bị nhốt ở một chiếc cũi khiến cho Raizo vô cùng thương xót nhưng chẳng làm gì được. Quá căm phẫn với số phận và một đêm mưa gió, cơ hội của chị đã đến rồi. Lấy hết dũng khí, cô thề sẽ thoát ra khỏi nơi này. Raizo đuổi theo, cô khuyên anh cùng mình bỏ trốn khỏi nơi này để ra thế giới ngoài kia tha hồ xúc than. Tuy nhiên Raizo lại e ngại và nói mình đã thuộc về nơi này. Kiriko thấy anh lưỡng lự nên đã trao cho anh một cục đờm béo ngậy rồi quyết định một mình trèo tường cao chạy xa bay trong màn đêm tối đen như cuộc đời chị dậu. Tuy nhiên một điều không thể ngờ rằng tên sư phụ gian xảo đã sớm biết được điều đó nên đã thập diện mai phục trong rừng. Thôi ăn cái lồng rồi, cô nàng đáng thương cứ như vậy lại phải quay trở lại nơi địa ngục này. Hành động của cô trong mắt gã sư phụ chính là sự phản bội không thể nào tha thứ. Và theo quy tắc của tổ tiên thì Kiriko phải dùng máu tươi để trả. Mặc dù đã mất bao công sức nuôi nấng huấn luyện cô từ bé đến lớn nhưng vẫn bị một dao đâm xuyên tim đưa cô trở về cõi vĩnh hằng. Nhiều năm sau đó, Raizo đã trải qua nỗi uất hận để hoàn thành khóa huấn luyện và được gã sư phụ giao cho nhiệm vụ đầu tiên, đó là ám sát một người đàn ông đeo đồng hồ vàng. Nhân lúc hắn ta đang giải quyết nỗi buồn, Raizo đã chọc tiết hắn nhưng không ngờ đó chỉ là gãi ngứa cho hắn mà thôi. Ban đầu anh có vẻ yếu thế vì hắn quá to con, nhưng rồi Raizo đã sử dụng sự nhanh nhẹn của mình đấm liên hoàn cước vào vết thương khiến hắn mất máu, sau đó kết liễu hắn bằng một nụ hôn vào bồn cầu. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Kimochi rất hài lòng và để chứng minh sự trung thành với tổ chức kiểu hội, lão sư phụ ép anh phải kết liễu một ninja nữ đã bị bắt về sau khi có ý định bỏ trốn. Cảnh tượng này không khác gì cái chết của người yêu trong mộng Kiriko trước đó. Tuy nhiên, nhân cách lương thiện của anh đã trỗi dậy, vô cùng căm ghét thằng sư phụ, Raizo bất ngờ vung dây sắt ra chém ngang mặt hắn ta, biến mặt hắn trở thành mặt phụ khoa. Giết nó! Và sau đó một tay một xích, Raizo tả xung hữu đột giao chiến với lũ ninja một trận khốc liệt. Tuy rằng thân thủ của anh rất mạnh, nhưng do bọn chúng quá đông và hung hãn nên Raizo đã bị trọng thương giữa ngực. Sau đó anh bị dính chi chít ám khí phi tiêu rồi rơi từ trên nóc nhà xuống một hồ nước không biết sống chết ra sao. Tất nhiên ông đạo diễn mà để nam chính chết có mà hết phim, Raizo may mắn sống sót rồi mai danh ẩn tích ở một thành phố nọ.
Nỗi căm hận trong lòng anh chưa bao giờ nguôi mà còn lớn mạnh từng ngày. Chính vì thế, hàng ngày anh vẫn thường xuyên không ngừng rèn luyện cơ thể mình thành mình đồng chim sắt, liên tục mài giũa và chế tạo cho mình một bộ hàng nóng của ninja. Dù là hai tay hai kiếm hay xích sắt gắn dao, anh đều sử dụng một cách thuần thục, nhắm mắt phi đao phát nào cũng trúng phát đó, vô cùng uy lực. Có thể nói, sức mạnh của lòng căm thù đã giúp anh đạt đến cảnh giới cao như vậy. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên thu thập thông tin và theo dõi những hành động của lão sư phụ và tổ chức Ozunu để chờ cơ hội một ngày có thể trả mối thù cho người yêu. Vào một ngày nọ, Raizo đang giặt đồ trong một tiệm giặt là, một cô gái nóng bỏng muốn nhờ anh gấp hộ tấm ga trải giường. Cô ta liếc mắt đưa tình, có lẽ đã rụng trứng với vẻ đẹp trai của anh. Tuy nhiên ngay sau đó đã tung dao để tiện anh về với tổ tiên. Raizo đâu tầm thường như vậy, hai người giao cấu võ thuật vô cùng ác liệt. Tiếng đánh nhau phát ra khiến ông chủ tiệm nghe thấy. Ông đi ra cúi đầu nhìn thì kinh hoàng phát hiện ra thứ trong máy giặt không phải là quần áo mà là xác của cô gái kia. Qua sự việc lần này, Raizo biết rằng tổ chức đã phát hiện ra anh còn sống sót. Tại trụ sở Europol, chị ra đây này là Mika, một điều tra viên cấp cao đã vô tình phát hiện ra manh mối của một nhóm ninja đã ám sát nữ hoàng Triều Tiên ở thế kỷ thứ 19 hiện vẫn đang tồn tại. Tên tổ chức đó là Ozunu. Cô ấy đã thông qua các dữ liệu trong hồ sơ chuyển tiền quốc tế và được biết, giá giết người của tổ chức này trong hàng ngàn năm qua vẫn không thay đổi là 100 lượng vàng. Bọn chúng thường xuyên bắt cóc trẻ em, sau đó đưa đến một sơn trang ở giữa những ngọn núi phủ đầy tuyết để huấn luyện trở thành những thích khách siêu đẳng giết người như ngoé. Điều đặc biệt là tổ chức này vô cùng bí ẩn và đến nay chúng vẫn coi pháp luật bằng vung. Nếu như người nào nhận được một cái phong bì bên trong chứa một nắm cát đen thì có nghĩa là người đó đã trở thành mục tiêu truy sát của bọn chúng. Những ninja này sẽ giết người trong bóng tối không khác gì các bóng ma. Họ sẽ âm thầm bảo Ngô Tắc Tố tắt đèn để không gian tối đen như âm hộ của chị dậu. Sau đó thì những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra mà không ai hiểu vì sao, dù cho nạn nhân có sử dụng những khẩu hàng nóng thì vẫn phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Người ta ví họ là những bóng ma chứ không phải con người. Sau khi nghe xong câu chuyện của Mika, anh sếp Maslow bắt đầu hứng thú với nhóm ninja này. Ngay lập tức, anh cũng tham gia điều tra. Một ngày nọ, anh nhận được một tập hồ sơ từ một người bạn ở Moscow. Đó là một bản báo cáo từ thời kỳ chiến tranh lạnh của một đặc vụ. Trong đó ghi rằng có hàng trăm vụ ám sát chính trị đã được thực hiện bởi một tổ chức gọi là Cửu hội hay còn gọi là Ozunu. Ngay lập tức, chị Zaden bay tới Nga để tìm người đặc vụ đó. Tuy nhiên, vợ của người đặc vụ viết báo cáo đó cho biết chồng mình đã bị ám sát cách đây 2 năm trước tại nhà mà không rõ nguyên nhân. Bà ta đưa cho cô một chiếc hộp là di vật của ông chồng để lại. Bên trong có một vài bức ảnh về tổ chức Ozunu và một cuộn băng ghi cảnh lúc ông ta bị ám sát. Điều bất ngờ, cô đã phát hiện ra một gương mặt của một người thanh niên Nhật Bản. Điều này càng làm cô khẳng định tổ chức ninja Nhật Bản đã giết người diệt khẩu. Mika và anh sếp tiếp tục điều tra, tuy nhiên nhất cử nhất động của hai người đều bị theo dõi. CIA và quân đội đã đến lục phòng làm việc của hai người. Nếu như tiếp tục, rất có thể số phận của hai người cũng giống với anh chàng đặc vụ viết báo cáo kia. Anh sếp Maslow biết được điều đó nên đã dặn Mika cẩn thận. Ngay sau đó khi trở về nhà thì cô được thông báo tòa nhà nơi cô đang sống đang bị mất điện. Có một dự cảm chẳng lành về việc này, tuy nhiên cô vẫn lên phòng để thu dọn đồ đạc để bỏ chạy. Đột nhiên một ninja xuất hiện trong bóng tối, dùng đao muốn lấy mạng cô. May mà một người khác đã dùng xích sắt bắt lấy lưỡi kiếm, vậy nên mới đưa được Mika khứ hồi từ âm phủ về trái đất. Sau đó hai ninja đen sì như chó mực bắt đầu trau dồi võ thuật trong bóng đêm. Anh chàng ninja dùng xích sắt có vẻ cao tay hơn nên chỉ cần vài đường cơ bản đã đưa tên cầm đao phải đi bán muối. Sau đó người này xuất hiện, không ai khác đó chính là Raizo. Thì ra trước đó khi anh đang dạo phố, đã có người mật báo cho anh con mồi mà tổ chức Ozunu chuẩn bị sát hại. Biết được Mika muốn vạch chân tổ chức độc ác nên anh đã ra tay cứu cô để làm đồng minh. Mika bảo cô cũng biết anh thông qua cuộn băng camera ghi lại. Đúng lúc này cảm thấy nguy hiểm, Raizo đã đưa Mika cao chạy xa bay đến một nơi an toàn. Tổ chức ninja kéo đến nhà Mika thì chỉ còn cái nịt. Vô cùng cay giái, các ninja lập tức đánh hơi theo, mũi của ninja còn thính hơn cả chó, vì vậy Raizo đã khử mùi hương trên người cho cô để cắt đuôi chúng. Raizo bảo Mika gọi điện cho ông sếp Maslow của cô để hẹn gặp mặt, anh muốn mượn tay của hai đặc vụ này tìm kiếm tung tích của tộc Ozunu. Tuy nhiên, sau khi có mặt tại điểm hẹn, Raizo cảm thấy có điều gì bất thường, lịt mẹ con chó mày lừa bố. Ánh đèn bỗng hiện lên sáng chói, một lực lượng đặc nhiệm vác toàn hàng nóng bắn điện vào người rồi chồng cổ anh như chồng một con chó. Về đến căn cứ, Mika hỏi ông sếp thì ông trả lời rằng việc này là do một vài nhân vật lớn chỉ đạo đằng sau, ông cũng chỉ bất đắc dĩ làm theo mà thôi. Nói xong, ông đưa cho Mika một thiết bị theo dõi và dặn khi gặp nguy hiểm, cô chỉ cần khởi động nó, bất luận ở đâu tôi cũng sẽ tìm thấy cô. Sau đó Mika tìm đến chỗ của Raizo đang bị giam giữ và nói ông sếp Maslow là đồng minh của chúng ta. Tuy nhiên Raizo nói đã quá trễ rồi, Mika nhanh chóng cảnh báo cho các đặc vụ rằng bộ tộc Ozunu đã đến nhưng chẳng ai tin. Ngay lập tức tòa nhà mất điện, các ninja đã xuất hiện và tấn công trong bóng tối khiến ma không biết quỷ cũng chẳng hay. Đối với họ mà nói, đám cảnh sát chỉ là muỗi, dù đều trang bị vũ khí hiện đại cũng chẳng thể nào đánh trả được trong bóng đêm nên đã bị bón hành cho sấp mặt.
Nhân lúc tình thế hỗn loạn, Mika đã lấy được chiếc chìa khóa từ một tên cảnh sát đã chết rồi nhanh chóng giải cứu cho Raizo. Lúc này, bên ngoài không khác gì một hố chôn tập thể, xác chết ở khắp nơi. Dĩ nhiên những tên ninja này sẽ chẳng là gì đối với anh. Raizo nhanh chóng đưa Mika xuống nhà xe để đánh bài chuồn. Tuy nhiên, anh đã cảm thấy có mùi nguy hiểm, chắc chắn bọn chúng đã mai phục nên anh bảo chị da đen đi khởi động xe trước, còn anh ở lại ứng phó. Quả nhiên là bọn chúng đã xuất hiện, tên cầm đầu là sư huynh của anh trước đây. Cầm xích sắt trên tay thì sư huynh chứ ông nội của sư huynh có sống lại thì anh cũng ấn đầu xuống quan tài bắt phải chết. Từng đường xích của anh lướt nhanh không một động tác thừa, hết xích anh lại chuyển sang đao, bọn chúng bị anh bán muối cho ngập mồm. Lúc này Mika đang ở trong xe đợi Raizo thì bỗng dưng một tên ninja xuất hiện, xuyên thẳng đao vào trong cửa kính. Cô nhanh chóng vào số đạp ga bỏ chạy, Mika nhanh trí tặng cho hắn một viên kẹo đồng vào chân rồi tiếp tục điều khiển con chiến mã lao thật nhanh. Những màn phi tiêu như mưa nhưng chẳng thể nào cản bước được cô, cuối cùng Mika cũng ra được ngoài. Còn bên kia Raizo đang gặp bất lợi, lũ ninja quá đông khiến anh yếu thế nên chuồn là thượng sách. Anh bay như chim qua các chướng ngại vật một cách thuần thục, sau đó anh nhảy qua cửa kính để thoát ra ngoài đường lớn. Tuy nhiên ngay giữa đường giữa chợ, lũ ninja cũng không buông tha cho anh, bọn chúng đuổi cùng giết tận, vừa phải chạy như chó lại vừa phải chống trả bọn áo đen. Raizo bị một chiếc xe tông cho bay 360 độ, tình thế ngàn cân treo sợi lông dài, Mika đã đến kịp thời. Thẳng lòng, sau đó hai người nhanh chóng đưa nhau vào khách sạn. Raizo bị thương quá nặng nên đã lâm vào tình trạng hôn mê. Mika rất biết ơn cứu mạng của anh nên đã trao cho anh một nụ hôn rồi khởi động thiết bị theo dõi mà ông sếp Maslow đã đưa cho cô. Chỉ phút mốt, anh sếp cùng lực lượng vũ trang đã có mặt, tuy nhiên chỉ còn mỗi Mika ngồi phơi hàng ra đợi mà thôi. Hóa ra người của bộ tộc Ozunu nhanh chân hơn đã đến mang Raizo đi. Anh bị trói ở giữa sơn trang cũ ngày xưa, sau bao năm xa cách, hai thầy trò cuối cùng cũng gặp lại nhau. Lão già sư phụ muốn giải quyết anh để lấy lại danh dự cho cửu hội. Lão già chuồn mắt tiến đến, vẫn tuyệt chiêu cũ là móc rốn long trảo thủ để hành hạ anh. Vừa làm bát tiết canh lòng lợn lại bị lão ta móc ra. Raizo ói luôn cả thiết bị định vị mà chị da đen đã nhét vào lúc nào không hay. Lão già hiểu ra chuyện gì đó nhưng đã quá muộn. Quân đội đặc chủng với toàn hàng nóng hạng nặng đã vây kín nơi này. Lũ ninja giờ có độn thổ cũng không chạy thoát được khỏi làn mưa kẹo đồng dày đặc. Những chiến binh leo nóc nhà cứ thế rụng như lá mùa thu. Tiện tay họ bao nớt thêm quả rocket một giờ cho nó máu. Một quả chưa xi nhê thì làm thêm quả thứ hai cho đã. Được anh sếp yểm trợ, chị da đen đã thành công giải cứu cho Raizo một lần nữa. Raizo đã hồi phục và hoàn toàn tự do. Anh cầm hai tay hai kiếm nhanh chóng xông vào trong phòng, quyết một trận sống mái với những người từng được gọi là anh em cây khế. Càng đánh càng mạnh, dù cho một đấu năm thì bọn chúng cũng chẳng phải là đối thủ của Raizo. Tiếp theo là đến tên đại sư huynh, kẻ đã ra tay giết chết sư muội Kiriko. Lòng báo thù cho người mình yêu trỗi dậy, Raizo nhanh chóng cho hắn được đi du lịch bằng tàu 6 tấm xuống địa phủ cùng cố nội. Cuối cùng, kẻ phải đối đầu cũng đã phải đối đầu, Raizo sẽ có một trận sinh tử với chính người thầy của mình. Lão già tuy rằng chôn một mắt nhưng có thể nói, võ thuật của lão ta là số 2 thì không ai là chủ nhật. Lão ta thoát ẩn thoát hiện như ma sáu, đấm cho anh một phát bay hồn bạt vía. Lão già quá nhanh khiến cho Raizo hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Dường như ông ta chưa giết Raizo mà đang muốn trêu đùa để đánh bại ý chí của anh. Tuy nhiên Raizo không phải dạng vừa đâu mà là dạng siêu rộng. Anh đã dùng tuyệt chiêu móc rốn long trảo thủ mà ông ta đã dùng để hành hạ anh. Tuy nhiên, tuyệt chiêu thoát ẩn thoát hiện của hắn quá lợi hại, Raizo đánh loạn lên nhưng cũng không trúng được hắn. Khi hắn định kết liễu anh thì bất ngờ chị da đen Mika xuất hiện, đã tặng cho hắn vài viên kẹo đồng. Quá cay giái, lão ta tặng lại cho Mika một đao xuyên vều trái. Điều này đã làm đả kích trong anh rất lớn, khiến Raizo phát huy hết sức mạnh của mình. Anh cũng đã học được thuật ẩn thân kèm theo lao nhanh như chớp, sau đó xin là xin vĩnh biệt cụ. Trận chiến kết thúc, tưởng rằng giờ này năm sau là ngày bốc mộ của Mika, nhưng may mắn ông đạo diễn đã cho cô không chết với lý do vết kiếm xuyên tim, nhưng trái tim của cô lại mọc ở bên vếu phải. Cuối phim, Raizo trèo lên bức tường, nơi mà sư muội Kiriko từng bỏ trốn. Anh nhận ra rằng không có gì quý hơn độc lập tự do. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ tớ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. I love you Trịch Trịch. Bye bye!